第一百三十天130天 ngày một trăm ba mươi hãy nghe và nhắc lại cách nói ngôn ngữ nào cũng đều như vậy mà mỗi cái Mấy个语言都是 这这样子的每个语言都是这样子的，每个语言都是这样子的。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung，dĩ nhiên là có thể 啊。 tăng lán, khứ gì á à? trước đây chính là học đại học ở đó, trước đây chính là học đại học ở đó, Xem ra mình cũng phải đăng ký một cái tài khoản Facebook. cảm trụ Bây giờ thêm WeChat đi. Hiện tại WeChat Không được, sao có thể để bạn mời khách được? Để mình. 怎么能让你请客？我来。thực đơn của tiệm chúng tôi, hóa mến tiền ở chảy tan, thái độ phục vụ ở đây, cửa lìa 的服务态度。 khá ít gặp. Bí giao xáo Wow, thật sự rất khá. Wow, sủa. Còn rất no. Khái khấn bảo. Lời hại như vậy à? Giỏi như vậy à? rửa mền lì hải có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? Đã đâp suất ở Việt Nam phát triển. Buổi tối cùng đi siêu thị. Ván sáng đi siêu thị. 大概 khoảng mấy giờ？大概几点？拜拜！拜拜！vừa rồi là？刚刚是？sớm đã quen rồi。早就习惯了。 vừa học vừa sử dụng. Y bên học y sử dụng. Khó trách, chẳng trách. Nán quải. Hiểu rất ít. Tùng tật hấn Không cần vội, từ từ thôi. 不用急,慢慢來。không ít từng chuyên ngành. Bất chuyên Đến người bản địa. bản địa nhân. Mình hiểu rõ. 我明白。 mỗi ngôn ngữ đều là như vậy mà。每个语言都是这样子的。